Hey, xin chào các bạn, mình là Khang Gà đây. Hôm nay mình chơi tiếp từ game Gata 5 Replay nha. Bữa nay mình sẽ đi mua một con xe mới đặt bên ông Duy về. Con xe mui trần, hàng hiếm, chỉ 4 chiếc thôi. 4 chiếc duy nhất thôi. Đó. Anh ơi, xe em có chưa anh? Có rồi, vô đây lấy nè. Rồi. Vô đây. Hóng ngày này lắm á. Từ đầu xe rồi. Đây nha, xe đây nha, màu đen theo như yêu cầu nha. Đẹp dữ ta. Có cần ăn mừng gì không? Chim banh của em đâu. Theo luật ăn mừng thì khi mà khách hàng mua xe vợ gần đây, anh sẽ bắn một viên đạn pháo vô xe để ăn mừng. Em có muốn không? Thôi anh ơi, bình tĩnh anh ơi. Để lấy xe đi. Đấy, qua bên kia đổ luôn kìa, đem vô shop bên kia đổ luôn nha. Tự test drive á anh. Xe này chạy chở người yêu đi là hợp lý luôn. Nhưng mà tiếc cái Khang chở người yêu, thế nên là thôi đi mình cho đỡ nha Khang. Sao tao đừng buồn. Thua rồi. Chút vậy là thua rồi. Đó. Ăn mừng nè. Về rồi phải có chai châm banh á, không có chai châm banh. Láo thiệt chứ. Bắn một cái banh xe giờ tao đâu. Đợi châm banh đâu. Đi lẹ. Bắn cái giờ. Giờ mình test drive. Ủa gì không, có tiệc chúc mừng luôn đó. Pháo chúc mừng. Giờ mình test drive con này nha. Con này chạy sướng lắm mọi người. Mình có chạy test drive rồi. Con này là đỉnh của đỉnh, con này cầu sao nha. Chạy hơi lít bánh tí. Trời ơi con này tiến bộ phê gì đâu. Một xíu mình đi đổ. Trời tự nhiên trời mưa bắn hết trời mưa luôn. Không nổi gì nữa. Đó. Đúng đẹp luôn. Hiện tại server bị lỗi nên không mở đèn được. Con này độ lên càng đẹp ác nữa. Giờ mình đi độ đi, qua chỗ ông gì độ. Để tí, ôi có nhiều người tới vậy. Người đông á. Để coi max speed con này trên thành phố là nhiêu. Rồi nhìn mà chạy 170, 180 thì cũng được đó. Trời ơi 186. Giờ động từ 186 cũng được. Con này chủ yếu mình đi đó hay không, bị lết bánh nè. Đó. Chủ yếu mình đi dạo thôi, dạo phố thôi. Xe này VIP. Chỉ có 4 chiếc trong chỗ anh Duy nha. Giờ mình mua 1 chiếc là còn 3 chiếc. Bạn nào mà lẹ tay thì sẽ sở hữu được con này thôi. 4 chiếc trong server. Giờ đi độ. Rồi, cái chỗ ấy à, rồi xong. Ok. Giờ mình đi độ, mình sẽ độ con này màu màu xanh xanh dương. Không biết có nhạc bản quyền không ta, sợ nhạc. Từ để góc độ mình độ sẽ độ màu trước, mình chơi màu. Đây nó hiện lên cái từ để mình tắt. Để coi màu xanh nào. Ôi, bột blue nè. Phải em ta, từ để coi sticker cái con này hợp màu gì. Quay sticker con này đẹp dữ. Đề cam mắc nhất nữa. 58 dynamic. Sao mà
này ha. 58 cũng được. 58. Con mừng không? Anh bán gì cho ăn mừng xe mới. Trời ơi, anh bán sao trời mưa luôn kìa. Anh biết xem môi trường. Không trời á. Không trời, anh không biết mà. Đừng đừng làm chuyện xấu là được. Mùa nè ta. Khó chọn mà quá bạn ơi. Lưu nè ông ta. Lưu này được nè. Spoiler á, nay em có spoiler, skirt không có. Khác nhau gì ta. Ống xả bự hơn. Kêu không có luôn. Hút. À đây có hút. Đây là từ carbon nữa. Ôi mình không thích carbon. Để duyên. Ý, mình bấm lộn. Bumper group. Có luôn. Cái này nó không có. Sign không có luôn. Con này cũng hơi ít đồ độ. Được cái tiếng máy ngon. Tiếng máy nghe giòn. Mà không có luôn. Vivophone không có luôn. Trời ơi. Con này đợi chỉ như đây thôi hả trời. Thôi mình đợi động cơ. Đợi tháng này nè. Jameson. Hộp số. À, phục. Đương nhiên là phục thấp rồi. Cơ level 5. Mới sao nó hiện cái điện thoại này lên rồi. Cơ turbo. Quên. Turbo. Wheel mình chọn wheel gì ta. Hay nè. Con này đi wheel let's see. Level. Để mình chọn coi wheel mình đẹp. Let's go. Sao mâm đen thui lùi vậy ta. Con này nhìn mâm này cũng được. Classic. Xenon nha. Xài Xenon. Này không có window. Hết đồ độ rồi các bạn ơi. Con này ít đồ độ quá. Được cái sticker đẹp. Cái gì có spoiler luôn hả. Kệ đi, con này nó cũng được. Trải nghiệm lái nó cũng ngon. Trời mưa cái nó bị trơn liền thôi. Mưa lớn quá ta, sao mình mua xe cái mưa lớn dữ. Rồi con nghĩ chị nhanh dữ. Được rồi, con này cho mình giá. Mua con này với 6.7 nha. 6.9 nha. Xe không bớt. Để mình vô mình sửa xe coi. Mong 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 mình có công quyền nha. Rồi có luôn. Xe này. Đẹp quá ha. Mình ưng luôn á. Tại trong đây nó ít đồ độ bạn. Nó bị giới hạn đồ độ á. Đợi server update lên rồi có nhiều đồ độ rồi mình mới mình mới độ được. Trời mưa to quá. Đây nội thất bên trong này.
giờ ra bệnh viện khè không được. Ôi á đồ chạy kiểu xe kiểu gì ở mới sửa xong. Xe đụng cái cũng cùng ngủng luôn. Rồi mình thắt dây an toàn vô cái. Tông giờ cái xe mất lái rồi. Gãy cái bánh đằng trước luôn. Con này được. Mình đơn con này lắm. Để mình cày mua nhiều xe chứ. Lên level luôn. Thế để mình cày nhiều, mua xe nhiều để cho các bạn review. Review cho các bạn coi. Hết mưa rồi, đã lên cao tốc bắn rồi. Lên cao tốc. Trời đi mua trần đèn ngoài. Coi em mới biết con này. Đây được 200 mấy luôn kìa. Cũng được. Lát xét gì là ngon lắm rồi. Đâu cần đòi hỏi nhiều. Như mình về. Chơi. Thấy không? Phải không? Xe cầu sao là vậy á. Con này bị đề ba nhanh. Được. Ơi. Mấy người chạy láo rồi chứ. Ấy con này mình để ý á, mỗi lần đụng là cái bánh nó bị gãy à. Lắc. Mỗi lần đụng là cái bánh con này nó bị méo à. Nãy giờ mới mua xe mà đụng bị bị đụng 3 lần đó. Cho mình sửa xe nha bạn ơi. Trên trong đây có nhiều bản quyền em sợ thiệt chứ. Để mình ra trước cho. Đúng không? Con này nhìn đẹp liền. Nhìn trong sáng nó đẹp liền. Đi đường này gió chắc, không dám đi đường kia đâu, đường kia nó chạy vật liệu quá. Chạy nó tông, chạy nó bất chấp tính mạng của nó. Nó tông mình. Đây. Nếu bạn muốn mua xe thì hãy lại đây nha. Đây là cung cấp những chiếc xe cổ nhất trong Los Santos này. Ở đây mình sẽ rip cho các bạn coi. Đó, chiếc này nó mạnh tới cỡ nào. Nó dồn một cầu chưa động ra đằng sau. Đó,
Đủ để bạn rip luôn. Mình mua chiếc này về bạn rip cũng được á không? Đó. Đỉnh chưa? Đó 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 đó. Con này quăng mạnh lắm. Vừa mà mua về mà vừa để chân, vừa để đi ca meeting. Bạn sẽ được vô hội viên nha. Nếu mà bạn mua mấy chiếc này, bạn sẽ được vào hội viên câu lạc bộ xe cổ ND Racing. Đó không? Còn đó. Không biết thằng tròn trình mình còn gà lắm, biết mấy chiếc này. Lâu mình mua chiếc này về mình rip. Còn chiếc GTO thì mình đi đua. Đấy, xem tầm con này coi cái đồng hồ nó là gì vậy. Đồng hồ tua nè, đồng hồ tốc độ, đồng hồ, mấy đồng hồ kia mình không biết đồng hồ gì. Đó, phục em phải không? Để mình ra đường mình biết thôi. Grip ẩu mình chưa biết grip đâu. Chỉ ông gì ông mới biết grip thôi. Đi đâu luôn rồi. Rồi xong thấy không? Tay xe tôi rồi. Tay ngày, tay ngày, tay ngày. Để có chưa biết. Chơi lỡ sơ sài tí. Xe đi lấy lè, đi uống cà phê đồ, hẹn cái meeting đồ à, chứ ông Di sẽ sớm làm cái cuộc ca meeting thôi chứ thôi giờ. Trời, sút cánh cửa, mất cánh cửa luôn. Mâm này ông Di mới đổi lại nè. Chứ mâm kia nhìn đen thui lùi. Ông Di đợi dùm. Đó, xe nhìn đẹp không? Nhìn đúng đẹp luôn, nhìn đúng chất. Xe cổ luôn. Về. Về ra bệnh viện coi có gì chơi không? Con này đi đua không được rồi. Công nhận nó chạy nhanh không được, nhưng mà xe nào cũng dành để đua rồi. Xe này dành để đi phượt. Có kiểu nào xe mình chạy tốc thẳng nó xếp hàng rồi. Xe xếp hàng đó là dữ rồi. Đi là cái gì đông ấy. Như có drama thôi, mình không hóng đâu, mình đi về. Chạy góc nhìn thứ nhất cho bạn coi. Trời ơi, nó mát gì đâu, thoáng. Vừa chạy vừa ngắm mây cũng được.
Di để gia, gọi là di để gia. Để mình cho mình coi, các bạn coi cái giá xem. Chiếc là Mambo. Nè, Mamba chứ, Mamba chứ. Còn 3 chiếc nữa không? Mình nói đúng rồi, mình mua chiếc là còn 3 chiếc. Mày vô qua ủng hộ gì? Đây là chiếc thứ hai nha. Chiếc bên kia là chiếc bên đây. Đó là chiếc này nè, chiếc này mình mua đầu tiên giá là 2 triệu. Giờ lên 3 triệu rưỡi. Con này mình chạy chán rồi. Gia tài mình còn như đây, còn chiếc Bentley nữa thôi. Đó, Bentley nè. Bentley mày mấy mấy bạn biết hết rồi. Con này đẹp mà. Gì kêu để đậu đây luôn. Thì mình đậu. Mình sẽ chân xé đây luôn. Để mình đậu sát vô cái. Canh góc phải kỹ, đậu nó lệch. Rồi. Kia đậu đây thì mình đậu đây thôi. Đó. Rồi chiếc này nên đậu lại không ta? Mình thấy sao sao đó, cái tem con này nó kỳ kỳ sao sao. Để mình đậu. Còn tem khác không? Tem nhìn chén này. Đôi tem này không? Tem đỉnh phải lam đỏ thì mình cho thôi tem này đi, nhìn cho nó màu mè. Basco thôi. Chờ đợi xe có không gì bị lỗi rồi các bạn, giờ mình ra chỗ khác nè. Con này mình đang bán nha, bạn nào mua thì inbox mình bán giá siêu hời. Dở hai con này đâu bán đâu, con mày mua ủng hộ. Con này cũng đẹp, con này cũng ok, tiến bộ nó cũng đã không. Màu mới thổi đổi màu mới. Trời ơi, cảnh sát à. Rồi cảnh sát vô được xe luôn chứ. Trời, con này backfire nó chi nữa. Nãy giờ nổ bao nhiêu cái backfire. Bạn nhớ mua ủng hộ xe cho ông Duy nha. Để cái thằng này muốn chết hả mày? Muốn chết đúng không? Cho ông tin gì?
Rồi lấy con member. Mình xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thích thì hãy like và subscribe cho mình nha. Cảm ơn các bạn. Bye bye. Bye bye các bạn. Bye bye.